hành trình kỳ lạ qua các thời kỳ của trái đất. Xin chào con người, bạn không nhìn thấy tôi vì lúc này tôi chưa được sinh ra. Phải, tôi là đại diện chính thức cho cuộc sống trên trái đất và chúng ta đang ở khởi đầu của mọi thứ. Sự khởi đầu? Vâng, ở đây chúng ta có thể làm vậy. Vui không? Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về vòng đời của hành tinh này. Vì thế, hãy thắt dây an toàn vào và chuẩn bị du hành thời gian thôi. Những gì bạn đang chứng kiến chính là trái đất 4,6 tỷ năm trước. Không phải quả cầu màu xanh xinh đẹp mà bạn từng biết, phải không? Vâng, trông nó giống như một tảng đá khổng lồ bao phủ trong dung nham nóng chảy và liên tục bị sao chổi và các thiên thạch bắn phá. Bạn thấy đấy, hành tinh được hình thành khi các đám mây vũ trụ kết lại với nhau nhờ trọng lực cho đến khi chúng có hình dạng giống như quả cầu. Tất nhiên, ở đây chưa có dấu hiệu của sự sống, không thứ gì có thể tồn tại trong một môi trường như vậy. Có lẽ vì thế mà thời kỳ tồn tại đầu tiên này được gọi là Liên Đại Hòa Thành, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là âm phủ hay địa ngục. Vâng, cũng hợp lý. Được rồi, tiếp nhé. Tôi muốn được sinh ra lắm rồi, nhưng chưa được, vẫn còn quá sớm. Thời kỳ Liên Đại Hòa Thành kéo dài khoảng 600 triệu năm và cột mốc chính của nó là sự hình thành mặt trăng. Chà, những nhân vật biết tuốt mà các bạn gọi là nhà khoa học ấy đã đưa ra nhiều giả thuyết về việc này. Có lẽ giả thuyết phổ biến nhất là một số vật thể vũ trụ đã bay ngang qua trái đất ở cuối Liên Đại Hòa Thành, bị kẹt lại trong trường trọng lực và từ đó nằm luôn trong quỹ đạo của trái đất. Nào, thử nghĩ xem điều gì có thể xảy ra nếu thứ đó đâm thẳng vào trái đất. Có thể tôi sẽ không bao giờ xuất hiện, và đó là một bi kịch. Dù sao, ngay sau khi mặt trăng bắt đầu quay quanh trái đất, vòng quay của hành tinh này đã chậm lại thành 24 giờ mỗi ngày. Tác động từ mặt trăng cũng làm trái đất nghiêng đi, và nhờ đó ta đã có các mùa. Đó là cách mà Liên Đại Thái Cổ bắt đầu. Không, chưa có sự sống đâu. Bạn cứ bình tĩnh, sẽ sớm thôi. Khí hậu trở nên dễ chịu và ổn định hơn, trái đất cũng bắt đầu nguội dần. Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu. Hơi nước ngừng tụ, tạo thành các đại dương và dĩ nhiên là cả các lục địa nữa. Vâng, nói chính xác hơn thì là một siêu lục địa. Và cuối cùng, sau hàng triệu năm, có lẽ bạn đã đoán ra, sự sống xuất hiện trên trái đất. Tôi đây, nhân vật đầu tiên sống trên hành tinh này. Lúc này tôi là một đơn bào tên là vi khuẩn lam. Bạn bè của tôi và tôi biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng và giải phóng oxy vào vùng nước nông của đại dương. Nào, loài người các bạn rất thông minh nên các bạn đều biết rằng oxy làm cho sắt bị rỉ, phải không? Vì có rất nhiều sắt trong nước nên chúng tôi đã làm cho nó bị rỉ. Sau đó, khi đã hết sắt, lượng oxy mà chúng tôi giải phóng không còn nơi nào để đi nữa ngoài bầu khí quyển. Bạn thấy không? Chúng tôi, dạng sống đơn giản nhất trên đời, đã làm cho bầu không khí của hành tinh này dễ thở hơn. Các bạn còn thậm chí đặt cho nó một cái tên nghe rất kêu: sự kiện oxy hóa lớn. Nhờ chúng tôi, một liên đại mới đã bắt đầu, liên đại hiền sinh. Nó bắt đầu vào 2,5 tỷ năm trước. Vì vậy, cũng không khó để tính toán rằng vi khuẩn lam đã mất khoảng 1,5 tỷ năm để lấp đầy bầu khí quyển bằng oxy. Nhưng dù sao, đó là sản phẩm thải của chúng tôi, nên nó độc hại đối với chúng tôi. Và thật không may, khi có quá nhiều oxy, chúng tôi đã chết. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ không rời xa bạn đâu. Hãy vì biến mất, tôi đã tiến hóa để trở thành một dạng sống hiếu khí. Và bây giờ thì tôi sẽ ở lại mãi mãi. Bạn sẽ thấy, sự sống bắt đầu được đa dạng hóa và thậm chí các sinh vật đa bào bắt đầu xuất hiện. Nhưng cũng chẳng được lâu. Oxy trong bầu khí quyển được trộn lẫn với khí methan, vốn đã có rất nhiều từ lâu và tạo ra một lượng lớn CO2. Hiệu ứng nhà kính suy yếu, nhiệt độ trên trái đất nhanh chóng giảm mạnh và hành tinh rơi vào kỳ băng hà đầu tiên trong 300 triệu năm. Bạn không thể tưởng tượng ra trời lạnh như thế nào đâu. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và khi băng tan, sự sống lại sinh sôi một cách mạnh mẽ. Tầng ozone đã xuất hiện nhờ vào lượng khí oxy dồi dào và bảo vệ trái đất khỏi bức xạ có hại của mặt trời. Bạn bè của tôi bắt đầu rụt rè bò lên khỏi mặt nước. Và khi họ nhận ra là ở trên đó an toàn, sự sống cũng đã phát triển mạnh mẽ trên đất liền. Chúng tôi là những người tiên phong và chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng đừng vội hiểu lầm nhé. Tất cả mọi thứ mà tôi mô tả trong một phút qua đã kéo dài trong khoảng 2 tỷ năm cơ đấy. Và giờ chúng ta đang ở thời kỳ phát triển đẹp nhất của trái đất, và đó là Đại Cổ Sinh. Nó đã bắt đầu vào 541 triệu năm trước với sự bùng nổ các sinh vật sống, chính là kỷ Cambrian. Nước bắt đầu tràn vào, đầu tiên là động vật không xương sống, sau đó là cá và cuối cùng là động vật có xương sống. Chúng nhảy lên bờ và nghĩ rằng trên này sống được. Tôi thế nào ấy hả?
Cảm ơn đã nhớ về tôi, bởi vì bùm, lúc này tôi là loài côn trùng không có cánh đầu tiên. Bạn sẽ sớm thấy được gương mặt thật sự của tôi, nhưng cũng có thể bạn đã biết tôi là ai rồi. Đoán ra chưa? Hãy để lại bình luận nhé. Vì vậy, trong kỷ Devon thuộc đại cổ sinh khoảng 415 triệu năm trước, trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Những khu rừng nhiệt đới tươi tốt mọc lên khắp nơi, cá và các sinh vật biển khác tràn ngập đại dương, động vật có xương sống lang thang trên đất liền và những loài côn trùng thì bò lồm ngồm trong hang của chúng. Thiên đường. Thật không may, thời kỳ này đã không tồn tại lâu, ít nhất là trên quy mô hành tinh, trước khi hai sự tuyệt chủng lớn xảy ra. Đầu tiên là sự tuyệt diệt rừng mưa nhiệt đới thuộc kỷ than đá. Đã có một sự thay đổi lớn trong sự nóng lên toàn cầu, khiến nhiều loại động vật và thực vật không thể sống được. Vì thế, chúng đã bị chôn vùi và nướng chín dưới đất. Đúng vậy đấy, đó là những hóa thạch bạn đào được và các mỏ than mà bạn dùng để làm năng lượng. Đừng kinh ngạc như vậy chứ, bạn thật sự đang sử dụng hài cốt của những sinh vật sống cách đây hàng trăm triệu năm đấy. Nhưng sự tuyệt diệt của rừng mưa nhiệt đới chỉ là chuyện nhỏ so với sự tuyệt diệt hàng loạt lớn nhất từng xảy ra trên trái đất. Vào cuối đại cổ sinh, ngay trước kỷ Permi và kỷ Triad, một tiểu hành tinh đã lao xuống trái đất, quét sạch khoảng 96% sự sống trên đó. Bùm! Đó là khoảng 291 triệu năm trước và trái đất đã mất một thời gian dài để phục hồi. Tuy nhiên, sự sống vẫn tiếp tục và đại trung sinh đã bắt đầu với 4% sinh vật sống sót sau vụ va chạm kia. 51 triệu năm đầu tiên được đánh dấu bằng sự tiến hóa của loài bò sát. Kỷ Triad là bậc thềm cho kỷ nguyên nổi tiếng của khủng long. Vâng, cuối cùng đã đến lúc đó. Nhưng trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu bản thân. Hy vọng là có vài người đã đoán đúng tên của tôi ở dưới phần bình luận. Không thì tôi sẽ giận đấy. Xin giới thiệu những chú rắn dũng mãnh, khỏe mạnh và ngoan cường. Phải, đó là tôi. Và tôi đã xuất hiện. Bạn thấy đấy, những con rắn đầu tiên đã xuất hiện trong kỷ Jura và sống cùng những con thằn lằn khổng lồ đó, thứ mà bạn gọi là khủng long ấy. Trên thực tế, những chú khủng long đời đầu đã xuất hiện ở kỷ Triad, nhưng triều đại thực sự của chúng thì bắt đầu ở gần kỷ Jura và tồn tại trong khoảng 160 triệu năm. Kỷ Jura. Và trong lúc đó, tôi và những người bạn biết bò kinh dị của mình đã ở đâu đó gần đấy, khiến cuộc sống của khủng long trở thành ác mộng, y như ngày nay vậy. Tôi cũng nên nói thêm ở đây rằng khủng long vẫn sống trên siêu lục địa duy nhất mà ta gọi là toàn lục địa. Vào thời điểm khủng long gần bị tuyệt chủng, hoạt động địa chất đã chia tách lục địa lớn này tạo thành những lục địa nhỏ hơn như ngày nay. Các gia đình khủng long đáng thương đã bị ngăn cách bởi sự di chuyển không thể tưởng tượng được của lớp vỏ trái đất. Được rồi, đùa thôi. Sự kiện này diễn ra siêu chậm, vì vậy không có gia đình thực sự bị chia cắt đâu. Nếu cần, chúng có thể dễ dàng nhảy từ lục địa này sang lục địa khác trong giai đoạn hình thành ban đầu. Chà, thời gian trôi qua và đại tân sinh đã đến kèm theo sự lụi tàn của loài bò sát khổng lồ. Một tiểu hành tinh khổng lồ đã lao vào trái đất lần nữa. Mấy cái tiểu hành tinh đó bị làm sao thế không biết. Và 66 triệu năm trước, khủng long đã bị tuyệt chủng vì khí hậu thay đổi nhanh chóng. Một phút tưởng niệm các sinh vật tội nghiệp đó nào. Nhưng bạn cũng nên thấy động vật có vú đời đầu đã hạnh phúc như thế nào vì điều đó. Khủng long đã thống trị mặt đất, vì vậy động vật có vú phải ẩn nấp. Nhưng bây giờ nỗi sợ bị khủng long nhai đầu đã biến mất, động vật có vú đã phát triển mạnh mẽ. Bạn đoán thử một loài động vật có vú trong số đó xem nào. Không phải tôi nhé, tôi là côn trùng, nhớ chứ. Để tôi gợi ý, họ chỉ mới xuất hiện khoảng 3,9 triệu năm trước và vẫn còn sống tốt trên hành tinh của chúng ta. Vâng, đó là bạn. Những con người đầu tiên. Chà, thực ra hồi đó thì không gọi là người mà là vượn dạng người. Một loài linh trưởng đi bằng hai chân và tận dụng mọi thứ trong môi trường sống để tạo ra công cụ. Thời đại tên là Thế Thượng Tân đã đánh dấu thời điểm tổ tiên của loài người trên trái đất. Và họ đã tiến hóa trong suốt Thế Canh Tân và cuối cùng là Thế Toàn Tân, mới bắt đầu khoảng 10.000 năm trước. Đó là khi loài người bắt đầu tạo thành cộng đồng và tôi là vị hàng xóm thân thiện mãi mãi của họ. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Vậy đó, theo bạn, tôi có bỏ quên điều gì không nhỉ? Có sự kiện quan trọng nào đối với sự hình thành của trái đất mà bạn đang muốn bổ sung không? Sao? Gia đình Flintstone xuất hiện khi nào ấy hả? Khoảng năm 1960. Dù sao đi nữa, hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Nếu hôm nay bạn đã học được điều gì đó mới thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nữa nhé. Và này, đừng rời đi vội, chúng tôi còn rất nhiều video thú vị khác để bạn khám phá. Bạn chỉ cần chọn video bên trái hoặc bên phải, nhấp vào và thưởng thức thôi. Hãy luôn ủng hộ kênh Soi Sáng nha!